Xin chào tất cả các bạn, mình là Việt của M2 Deal Channel và mình đã trở lại với bản tin sản phẩm mới. Nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video tại M2 Deal Channel, hãy nhớ ấn nút subscribe và ấn vào cái chuông các bạn nhé. Trong tháng 10 này, chúng ta sẽ có một sản phẩm cực kỳ hot và không thể bỏ qua, đó chính là Deal Devastator. Sản phẩm này sẽ có tổng cộng là 56 lá bài Ultra Rare, bao gồm những lá bài hot nhất mọi thời đại từ thời Deal Monster cho đến bây giờ. Đặc biệt hơn, trong hộp này chúng ta sẽ được gặp lại biệt đội Loli thần thánh, đó là 5 cô nàng Ash Blossom and the Spring, God Ark and Snow Rabbit, Ghost Reaper and Winter Cherry, Ghost Bell and Haunted Mansion và Ghost Sister and Spooky Dogwood với diện mạo hoàn toàn mới. Đây là 5 trong số những lá bài nổi tiếng nhất và được sử dụng thường xuyên trong tất cả các giải đấu. Những cô nàng này có thể được dùng ở mọi bộ bài bởi bất kỳ bài thủ nào, không cần kinh nghiệm, không cần các chiến thuật rườm rà rắc rối. Cơ bản là các bé này tự bản thân chúng đã mạnh sẵn rồi và giờ đây các bài thủ sẽ còn cảm thấy kích thích hơn vì bộ 5 cô nàng này sẽ được thiết kế lại với hình ảnh hoàn toàn mới, đẹp hơn, thu hút người chơi và hiển nhiên là hút máu hơn nữa. Chưa dừng lại ở đó, trong sản phẩm này chúng ta sẽ có thêm một cô nàng nữa được giang hồ đồn đại là chị đại của 5 cô bé trên, đó là Red Blossom from Underwood, sử dụng chung phong cách thiết kế với 5 cô em. Cô gái này mang nét đẹp trưởng thành hơn cả và không phải là hand trap. Thay vào đó, cô gái này sẽ mang trong mình những hiệu ứng triệu hồi đặc biệt cực kỳ mạnh và rất đáng để đặt niềm tin vào. Các trận đấu đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Quái Thú Linh xuất hiện vào năm 2017. Bây giờ chắc chẳng còn ai lèm bèm cái câu Konami sinh ra cơ chế Linh để kềm hãm lại việc triệu hồi ồ ạt quái thú từ Extra Deck nữa, khi mà chỉ trong vòng một lượt bạn có thể gọi ra vài ba con Linh 3, Linh 4 ra sân để cho vui. Bạn có thể nâng cấp cho Extra Deck và Side Deck của mình để bắt kịp với xu hướng mới nhất. Konami đã tuyên bố rằng họ đã tập hợp thông tin từ hàng chục giải đấu lớn nhỏ khác nhau để lựa chọn ra 30 lá bài thường xuất hiện trong side deck nhất và 20 quái thú được ưa chuộng nhất trong extra deck. Tất cả chúng đều sẽ có mặt trong sản phẩm lần này, không thiếu một con. Với 20 quái vật siêu hiếm trong extra deck, chúng ta sẽ có những ông kẹ tai to mặt lớn như là Saruya Skullbreath, Frisula, Dragon of the Ice Barrier, Vermilion, Dragon Mage, Topologic, Bumper Dragon hay là Skyline Red Dragon Affen. Không phải cứ sao nhiều công cao là tốt, chúng ta còn có những quái thú có hiệu ứng đa dạng và có thể cứu nguy trong rất nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ như Black Rose Dragon, Number 101 Silent Honor Arc hay là Castell the Sky Splatter Musketeer. Và còn một quái thú nữa mà mình nghĩ là ai đã chơi Yu-Gi-Oh lâu năm thì có lẽ sẽ có nhiều kỷ niệm với quái thú này. Đó chính là Orly of Justice Katastor. Có thể nói đây là quái thú Simbro 5 sao được ưa chuộng nhất ở thời kỳ 5DS. Nhiều hơn cả bộ 5 con rồng của các nhân vật chính. Bởi vì sao? Nhỏ nhưng có vỏ. Đây là quái thú cục xúc, đấm phát chết luôn mà còn dễ triệu hồi nữa. Nhớ lại hồi trước, thời mà mình còn trẻ đó. Thì bộ bài Simbro nào của mình cũng có quái thú này trong extra deck hết. Chắc kỳ này cũng phải kiếm lại một con để giữ làm kỷ niệm quá. Còn 30 lá bài được ưa chuộng trong side deck mà Konami đã nhắc tới, chúng ta sẽ có những cái tên tiêu biểu như là Diddy Crow, Effect Veiler, Artifact Lancy, Dino Wrestler Prankatop, Gamesiel, The Sea Turtle Kaiju, My Control, Super Polymerization, Corn by the Ray, There Can Be Only One, Solemn Strike, Red Reboot và nhiều những lá bài khác nữa mà mình không thể kể hết được. Quá tuyệt vời đúng không nào? Với những lá bài này, chúng ta sẽ có đủ tài nguyên để bắn phá bất kỳ bộ bài nào của đối phương, cho dù là hàng phòng thủ có dày đặc đến mức nào đi chăng nữa. Sẽ không còn bộ bài nào an toàn khi sản phẩm này được bán ra. Ngoài ra, trong hộp Deal Devastator này, chúng ta sẽ có một sản phẩm mới cực kỳ hay ho, đó chính là những lá bài Field Center. Các bạn đừng ngạc nhiên, đây không phải là một loại bài Yu-Gi-Oh mới đâu. Field Center là những lá bài nằm ngoài trò chơi. Nhiệm vụ của chúng là nằm ở giữa sân chơi, ngăn cách hai ô quái thú Extra Monster Zone để người chơi có thể định vị được vị trí mà lá bài của mình sẽ đặt xuống trong trường hợp họ không dùng bàn đấu
hoặc bàn đấu của họ không được chia ô sẵn. Vì như các bạn đã biết, với cơ chế triệu hồi linh, việc lựa chọn vị trí để đặt các lá bài là cực kỳ quan trọng. Sai một ly là đi một dặm. Các field center ra đời là để phục vụ mục đích đó. Ngoài ra thì nó còn để trưng cho đẹp nữa. Trong đợt phát hành này, Konami sẽ tung ra tổng cộng là 12 mẫu field center, gồm 6 mẫu là các cô nàng Loli kể trên cùng với Red Blossom from Underwood. 6 mẫu còn lại sẽ là các nhân vật Yu-Gi-Oh! Thời kỳ Duel Monster là Yugi Muto, Seto Kaiba, Joey Wheeler, Maximilian Pegasus, Mai Valentine và Isuzu Istar. Trong mỗi hộp, các bạn sẽ trúng được ngẫu nhiên 4 trong số 12 lá bài Field Center. Thiết kế của hộp Duel Devastator cũng cực kỳ đẹp và chắc chắn, thích hợp để sử dụng làm các hộp đựng bài khi cần thiết, hoàn toàn không bỏ phí xíu nào. Tóm lại, mỗi hộp Duel Devastator chúng ta sẽ có 56 lá bài hoàn toàn là Ultra Rare, 4 Field Center và một hộp đựng bài cực kỳ đẹp. Đây có thể nói là một trong những sản phẩm đáng mua nhất trong 3 tháng cuối năm 2019. Sản phẩm sẽ sớm có mặt tại M2 Duel Store, các bạn đừng bỏ lỡ nhé. Và ngoài ra, M2 Duel Store còn rất nhiều các sản phẩm khác. Các bạn hãy ghé qua xem thử và đặt mua sản phẩm mà mình thích tại địa chỉ m2duelstore.com nhé. Bản tin sản phẩm mới xin được phép kết thúc tại đây. Hãy nhớ like, share, subscribe và ấn vào cái chuông để trở thành những người đầu tiên xem những video mới nhất tại M2 Duel Channel. Xin chào và hẹn gặp lại!